Em đó đã là một bác sĩ về 20 mấy năm trong nghề thì anh có rất là nhiều những cái dịch vụ ở trong cái và phòng phòng của mình, văn phòng của mình. Nhưng mà tại sao anh lại lựa chọn những cái sản phẩm của dòng sản phẩm chống lão hóa và giúp trẻ hóa của Nuskin, và đặc biệt đó là ngày hôm nay em muốn nhờ anh nói giúp em, chia sẻ giúp em á, là tại sao cái True Face Essence Ultra lại có cái khả năng mà có thể nâng cơ mà làm giảm đi nếp nhăn một cách rất là rõ ràng chỉ sau 1-2 phút mình apply lên trên mặt anh. Cái vấn đề về lão hóa đó mình phải hiểu cái căn cơ của nó là cái gì. Những cái mà nó có thể giúp làm cho mình lão hóa, cái da mình nó nhăn đi và nó khô đi và nó càng ngày nó càng mỏng và nó càng nhão, là vì mình thiếu một vài chất. Một trong những cái chất người ta biết rất là thông thường là về collagen. Mình thiếu collagen thì da mình nó sẽ bắt đầu nó bị sụp vô và nó thiếu cái độ nâng. Mình có thể thiếu growth factor, tức là những cái hormone trong cơ thể mình nó kích thích cái làn da mình tiếp tục sinh sôi nảy nở và nó giữ cái độ dày của cái da mình. Khi mà cái đó bắt đầu nó yếu đi đó thì cái da mình càng ngày nó càng mỏng và nó càng ngày nó càng sụp vào. Và nó có một cái yếu tố nữa là người ta ít nói đến là elastin, ELASTIN. Cái chất elastin là nó là cái độ đo co giãn của cái da, cũng giống như là cao su vậy đó. Thế nên bây giờ mình tới một đứa bé 5 tuổi, 6 tuổi mà mình bấm cái da nó rất là khó, tại vì da nó không có nó bấm vô nó rất là chắc và nó không có cho mình giống như là cái cao su mới đó, mình muốn co giãn nó rất là cứng, nó rất là độ co giãn nó rất là khó mà giãn ra được. Nhưng mà khi mà mình mất cái chất elastin cũng giống như là cao su cũ vậy đó, mình kéo nó ra, giống kéo ra là nó giãn luôn, nó không có trở lại. Mình kéo ra nó giãn luôn, nó không có trở lại. Cái đó là cái elastin, là cái độ co giãn của cái da. Mà cái đó rất là quan trọng, tại vì da mình cấu tạo đó, nó có cái phần ngoại bì, nó rất là mỏng, cỡ 1 mm, cỡ bằng tờ giấy này thôi. Còn ngay ở dưới cái lằn đó đó là cái chất elastin. Và collagen nó nằm sâu hơn. Cái collagen á, là nó cho mình cái độ nâng của cái da, nhưng mà cái độ co giãn của da hay không, cái đó là cái elastin. Mà hồi trước bây giờ nó không có một cái chất gì trên thế gian này á, mà nó giúp được elastin. Ngay cả những cái laser mình xài để mà tăng collagen, nhưng mà nó không có tăng được cái elastin. Thế nên mình có thể nâng cái da, nhưng mà cái da nó vẫn nhão như thường. Thì có một cuộc thí nghiệm, họ chế ra được cái chất nó kêu là ethosyn, ECHOCYN. Đó là cái chất nó nằm ở trong cái Ultra Essence, cái True Face Ultra Essence. Nó có cuộc thí nghiệm ở UCLA, ở Đại học University of California in Los Angeles. Thì khi mà họ dùng cái ethosyn này đó, thì họ thấy là nó tăng lên độ elastin. Nó tăng rồi, là khi mà tăng được elastin cho cái da mình, cái độ co giãn nó sẽ tăng, nó trở lại giống như người cỡ 20 tới 25 tuổi. Thì cái cuộc thí nghiệm này nó rất là thú vị. Thì, có thể mà Trinh coi coi các bạn có câu hỏi thì cứ hỏi, nhưng mà ở UCLA đó nó tìm những cái người từ 18 tuổi tới 25 tuổi rồi nó đo độ elastin ở trong da mấy người đó thì nó cỡ 15%. Rồi những cái người mà bệnh nhân mà họ tính thí nghiệm dùng cái ethosyn á, thì họ tìm những người từ 40 tuổi cho tới 70 tuổi và đo cái độ elastin của những người đó, và cỡ trung bình cỡ 7-8%, thì nói gần một nửa, cỡ một nửa của những người trẻ tuổi. Thì họ bắt đầu họ cứ bôi cái ethosyn lên buổi sáng buổi tối đều đặn như vậy. Mới đầu bôi thì 60 ngày, rồi họ đo cái elastin lại. Thì khi mà họ đo cái elastin thì những cái người mà 40 tới 70 tuổi đó, cái elastin của nó trở lại cỡ 15% cho tới 18%. Tức là trở lại cỡ 20 tới 25 tuổi rồi vậy đó. Thì cái cuộc thí nghiệm đó nó rất là hay, và họ họ thấy nó hay quá, họ tiếp tục ra, họ kéo dài cái thí nghiệm đó thêm cho tới 6 tháng. Rồi họ đo lại có nhiều người lên tới 21% lại. Mà nên nhớ là người từ 18 tới 25 trung bình có 15% thôi. Mà da họ rất là tốt, right? Từ 18 tới 15, 25 tuổi là da rất là tuyệt vời, và lúc đó mình còn trẻ phải không? Và đến khi giờ 40 tới 70 tuổi mà mình có thể trở lại cái độ co giãn như người người 18 tới 25 tuổi thì rất là tuyệt vời. Bởi vậy khi mà em nghe anh nói là
khi mà xài cái True Face Essence Ultra này đó, thì cái độ đàn hồi của da của mình và cái độ căng của mình và cái độ trẻ hóa của da của mình nó nằm ở từ tuổi 18 tới 25. Mà em cứ cười hoài à, là bởi vì sao? Bởi vì mình nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là ở, mình sẽ mãi mãi là 25 tuổi, dài nhất là 25 tuổi, cho nên đó là một điều mà mình hạnh phúc nhất đó anh. Cái elastin á, để vụ nói cho chính xác hơn á, là cái elastin không phải là đàn hồi nha. Đàn hồi là collagen. Right, cái này nó không có tăng collagen, but nó tăng được cái elastin, tức là cái độ co giãn của da. Lẽ nhiên cái sản phẩm của New Skin mình có những cái sản phẩm khác, nó có những cái thứ là peptide, thì nó có những cái chất đạm, chất protein mà nó tăng được, nó giúp tăng được cái độ collagen, như là những cái sản phẩm như là Duet. Mình nó vừa có etosin và vừa có peptide, thì nó giúp cái lằn nhăn nơi cái chỗ cổ của mình rất là hữu hiệu. Đó là những cái sản phẩm khác mình có thể thử. Một ngày nào đó nữa sẽ mời anh lên để chia sẻ cái những cái bí quyết và những cái dòng sản phẩm nào có thể lấy lại được cái độ đàn hồi cho người phụ nữ của mình, có thể làm những cái nếp nhăn ở cổ hoặc là làm mất đi những cái nọng đuôi ở đây, hoặc tạo cho người phụ nữ có những cái vi xếp. Thì em biết chắc chắn là mọi người rất là quan tâm về cái vấn đề này. Để em coi thử có ai có câu hỏi gì không nhá. Thế đàn hồi và sự co giãn khác nhau chỗ nào? Hiện nay thì anh có thể trả lời dùm cho mình một câu hỏi là sự đàn hồi và sự co giãn khác nhau ở chỗ nào ạ? Cái đàn hồi á, nó nằm trong nội bì, nó nằm sâu hơn, và cái đó nó giống như nó cho mình cái nền móng của cái dàn da mình, chứ không phải là độ co giãn. Mình có thể có đàn hồi rất là nhiều nhưng mà độ co giãn mình vẫn thấp như thường, tại cái da mình nó vẫn nhão. Còn elastin là cái da mình có, nó có nhão hay không á, là nơi cái elastin là cái độ co giãn của cái da đó. Thì cái chỗ mà da mà nó mỏng nhất mà nó dễ bị nhăn nhất là cái vùng mắt. Khi mà cái độ elastin mà nó thuốm là chỗ đó nó sệ. Mình có thể dùng filler, mình bơm những cái filler vô trong mắt ở chỗ này, nếu mà bắt đầu nó hõm vô đó, tại vì mất collagen đó, thì nó nâng cái đó lên thôi, nhưng mà cái độ co giãn của mắt nó vẫn nhăn như thường. Thì mình hay giống như là demonstrate cho những người bệnh nhân đó, cho họ coi đó, mình lấy cái lằn da tay mình lên, mình có thể bấm nó lên như vậy, thì sẽ thấy nó lên, thả thì từ từ nó xuống, nhưng mà tại vì cái độ elastin mình bắt đầu nó xuống rồi, đứa bé mà làm vậy bấm lên vậy cũng không nổi nữa, tại da nó rất là tại da nó rất là đầy và nó rất là độ co giãn của nó rất là cao, thì nó đưa lên vậy, bấm lên nhỏ là vậy không được, mà bấm lên thả thôi nó xuống liền. Còn có nhiều cụ 70-80 tuổi, bây giờ mình về thử đi, mình người nào mà có người lớn tuổi trong nhà 70-80 tuổi đó, lên mình bấm vậy cái nó nằm như vậy luôn. Cái da mình á, mình bóp chỗ nào là nó nằm lên chỗ đó, là cái elastic. Rất là cảm ơn anh chị. Nếu mà anh chị nào có câu hỏi thì cứ tiếp tục comment ở trên cái Facebook Live này, thì Jenny sẽ thực ra đó anh chị, để bắt cóc được, để mà có thể nhờ được bác sĩ Vũ lên đây đó, là một cái việc rất là khó, bởi vì anh chị biết là bác sĩ còn có cái văn phòng phải run, mà cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian bác sĩ làm việc, bác sĩ có những người khách hẹn, có schedule nữa, cho nên để mà có thể mời bác lên đây là một việc mà rất là quý đối với Jenny, và rất là trân trọng, và cũng thay mặt cho đội nhóm GIP rất là cảm ơn bác sĩ lúc nào cũng nhiệt tình, miễn mà mình có lời là bác sĩ cũng cố gắng hết sức, cho nên là Jenny rất là cảm ơn và thay mặt cho đội nhóm rất là trân trọng cái thời gian quý báu này của bác sĩ dành cho đội nhóm. Thì có một câu hỏi có nhiều người quan tâm hỏi là như vậy á, thì ở tuổi nào mình nên bắt đầu xài cái True Face Essence Ultra bác sĩ? Cái độ elastin nó bắt đầu xuống từ khi mình 25 tuổi trở lên. Cái lý do đó là tại vì trong cơ thể này nó tiết ra một cái loại hormone, it's called DHT, dihydrotestosterone, cái tên nó rất là dài, đến không biết hiểu của người sau khi 25 tuổi thì cái DHT hormone nó bắt đầu nó lên rất là cao. Khi nó bắt đầu nó lên á, thì cái DHT nó làm một cái việc mà nó làm cho mình bị mất elastin, đó là cái tế bào mà chế ra cái chất elastin trong làn da của mình á, nó bị ngừng khi mà DHT đụng đến nó. Thì cái độ DHT khi mà nó lên vậy thì nó không cho tế bào mình làm elastin. Thì cái chất etosin này á, là một cái chất duy nhất trên thế giới này mà bác sĩ Pugliese á, ổng là người viết cuốn sách chuyên môn về làm sao giữ làn da đẹp cho những người bác sĩ về da họ học.
Thì ông nói trên thế giới này chỉ có cái elastin là cái chất duy nhất mà có thể tăng elastin, và nó làm việc như thế nào. Khi mình bôi lên làn da mình, tất cả những chất khác nó nằm ngoài da thôi, nhưng mà cái elastin nó vô luôn trong nội bì. Thế nên nếu mà cái người nào đã xài cái sản phẩm này rồi đó, mình sẽ có cái cảm nghiệm là khi mình bôi lên da thấy nó láng giống như dầu vậy đó, nhưng mà để 5 phút sau là thấy nó mất tiêu rồi, tại vì nó đã thấm vô làn da và nó vô trong nội bì. Khi nó vào được nội bì thì nó chống cái DHT, nó không có cho cái DHT dính vô trong cái tế bào để mà làm elastin, thành ra tế bào nó không có DHT là nó làm việc lại và nó bao nó sản xuất elastin lại như là bình thường. Wow. Đó, cái đó là lý do tại sao mà sau 25 tuổi người nào cũng nên xài nếu mình muốn giữ cái độ elastin của da mình. Nói như vậy có nghĩa là nói như vậy có nghĩa là khi mà một con người đã bị mất đi cái elastin, đã bị mất đi cái khả năng tự sản sinh elastin ở dưới da, thì khi mà mình dùng cái True Face Essence Ultra nó giúp cho cơ thể của cái người đó có thể tự tái tạo lại cái chất elastin hả anh? Hả bác sĩ? Đúng rồi, Ok, rất là tuyệt vời. đúng đúng chính xác, That's why mà càng ngày chính mình thấy xác. mình càng trẻ ra thì ra là tại vậy. Có bạn mới hỏi em á là khi mình dùng cái True Face Essence Ultra đó thì người ta cảm thấy bóng, bởi vì người ta cảm thấy bóng giống như lúc nãy bác sĩ vừa nói đó, thì người ta có dùng cái này thay thế cho moisturizer được không bác sĩ? Wow, cái này mình coi cái này như là một cái serum. Cái lý do nó không phải là moisturizer tại vì khi mình bôi nó thấm vào trong nội bì chứ nó không có nằm ở ngoại bì. Mình phải hiểu cái mục đích của cái moisturizer là mình trải một cái lớp để bớt bọc cái da mình bên ngoài để cho nó đừng có bị khô. Chứ không phải nha. Còn etosin thì nó thấm hết trơn rồi. Dạ, Nó thấm vào trong nội bì rồi. có nghĩa rằng á, là nôm na cho dễ hiểu, có nghĩa rằng là khi mà anh chị sử dụng cái True Face Essence Ultra, cái này nó giống như là một cái treatment, nó giúp cho anh chị có cái độ co giãn của da, chứ đây không phải là sản phẩm thay thế cái độ cái kem giữ ẩm hoặc là cái kem chống nắng, mà là mình xài cái này bắt buộc mình phải rửa mặt sạch mỗi sáng mỗi tối, đó là chuyện mình phải làm. Mình xài cái này xong rồi thì mình phải xài moisturizer vào ban đêm, và nếu là ban ngày thì mình vẫn phải xài kem chống nắng như bình thường, đúng không bác sĩ? Wow, cảm ơn, Đúng thế. cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Và nếu mà anh chị nào có câu hỏi đó anh chị, thì anh chị cứ tiếp tục comment vào cái Facebook Live này nhé. Cindy sẽ gửi những cái câu hỏi này qua cho bác sĩ Vũ, và sẽ nhờ bác sĩ Vũ tranh thủ thời gian để có những cái câu trả lời cùng với các anh chị. Bây giờ đó bác sĩ, thì Jenny sẽ chỉ cho anh chị cái cách apply cái True Face Essence Ultra này trên mặt, và sau đó thì nếu mà bác sĩ còn cái gì bổ sung nữa thì bác sĩ giúp giùm Jenny bổ sung nha. Bổ sung cho Jenny ha. Ok. Thì cái điều đầu tiên đó anh chị, đối với Jenny đó, Jenny là một người thích trẻ và sợ già, rất là sợ già và là rất là thích trẻ. 37 rồi nhưng mà vẫn muốn mình là 18 thôi. Cho nên là mỗi ngày đó thì Jenny xài 2 viên True Face Essence Ultra. Và cái cách mà Jenny xài đó là đầu tiên sáng sớm mai dậy Jenny sẽ rửa mặt sạch, mỗi tối Jenny cũng rửa mặt sạch mỗi sáng và mỗi tối. Sau đó Jenny sẽ bỏ cái NA xịt đó, cái NA PCA lên, rồi Jenny sẽ bỏ thêm một cái giọt priming solution. Thì khi Jenny mua cái True Face Essence Ultra này trong cái bộ mà Science of Young á, thì nó có thêm cái chai priming solution. Thì cái priming solution nó giúp cho cái True Face thẩm thấu tốt hơn nữa. Thì sau khi Jenny apply mấy cái đó lên trên mặt của mình rồi đó, thì Jenny mới khui cái viên True Face này ra, và Jenny mới bỏ lên trên cái ngón tay của mình nè, rồi Jenny mới apply lên trên 5 cái điểm trên cái mặt của mình ha. Thì cái này là mình apply lúc mặt mình sạch nha, mặc dù bây giờ có tí xíu make up nhưng mà cái này là làm để cho anh chị thấy ha. Thì sau khi apply rồi đó thì Jenny sẽ tháp cái này vào lên trên cái gương mặt của mình. Nhưng mà khi Jenny tháp á, thì giống như bác sĩ Vũ có nói đó, là cái sản phẩm này nó có thể giúp cho mình remove những cái wrinkle ở trên mặt của mình và những cái chỗ chảy xệ đó anh chị. Cho nên Jenny khi mà apply đó thì Jenny sẽ tập trung apply vào những cái chỗ mà Jenny có wrinkle á, hoặc là có cái độ chảy xệ của mặt đó, thì Jenny sẽ tập trung vào, Jenny tháp vào đó nhiều hơn. Ok, mình sẽ tháp đều lên trên cái gương mặt của mình và mình sẽ tập trung vào những cái chỗ này nhiều hơn anh chị ha. Đó, nhẹ nhàng thôi á. Thường thường đó thì em không biết là cái này có đúng không nha, nhưng mà qua cái sự học hỏi của em thì em biết đó là cái ngón tay đeo nhẫn này này thì cái lực nó nhẹ hơn những cái ngón tay này, cho nên khi mà cái vùng mắt của mình là cái vùng da rất là mỏng và rất là sensitive các anh chị,
Cho nên anh chị đừng có nên tác động cái lực vào mạnh quá đối với những cái vùng mắt của mình. Thì anh chị sẽ dùng cái ngón tay ring đeo nhẫn á, anh chị apply những cái sản phẩm vào đây ha. Rồi sau khi mình apply đều hết rồi đó anh chị, thì bắt đầu Jenny sẽ lift cái cơ mặt của mình lên. Ví dụ như những cái chỗ này mà nó bị chảy xệ đó thì Jenny sẽ lift nó lên. Thì cái cách lift cũng cái cách như là cái cách xài facial spa thì Jenny cũng đã giới thiệu với anh chị. Cái gương mặt của mình á, thì thường thường á, mặt người mẫu nào anh chị cũng thấy họ có cái V-shape và họ có cái gò má đó. Cho nên nếu mà mình tạo được cái V-shape trên gương mặt á, V vừa vừa thôi chứ còn V quá thì nó trở thành quá ốm nha. Thì V vừa vừa thì anh chị kéo xuống như vậy nè, kéo qua hỏi cái gò má của mình để nó nâng cái smile line của mình lên, nó không có làm cho mình có những cái nếp nhăn ở đây nè anh chị ha. Ok. Rồi sau đó thì Jenny cũng không có chạm vào cái gò má nhiều, bởi vì cái gò má cũng là cái nơi có làn da mỏng đúng không anh? Và nó rất là dễ phản ứng nếu như mình có cái độ ma sát và cái độ cọ lên trên da nhiều nhiều đó. Thì Jenny sẽ lên đây và Jenny sẽ đi vô rất là nhẹ nhàng thôi, để cho sản phẩm nó thấm, chứ Jenny không có tạo những cái lực lên trên những cái chỗ này anh chị nha. Đó, Jenny đi rất là nhẹ, anh chị sẽ không có thấy cái làn da của mắt bị nhúc nhích đâu. Anh chị không có thấy được cái làn da của mắt nó bị dùm vô đó. Thì mình đi rất là nhẹ và Jenny lift lên. Sau đó Jenny sẽ đi, mắt của phụ nữ mình thường nó hay bị bụp ở ngay đây nè anh chị, cho nên nó làm cho phụ nữ của mình không còn cái mí mắt nữa. Thì Jenny sẽ đưa cái tay của mình cũng là cái ngón đeo nhẫn ha, Jenny apply rất là nhẹ thôi, tức là mình dùng để cho cái sản phẩm nó thấm và apply vô thôi, chứ mình không có làm cho cái vùng mắt của mình bị nhăn nheo đi ha. Rồi Jenny đẩy lên. Ok, nè, mình đi rất là nhẹ ra và sau đó thì Jenny đẩy lên. Thì động tác rất là đơn giản, một nè ha, đẩy sát ra ngoài cái trái tai của mình luôn ha. Hai nè, mình cũng đẩy sát ra đây luôn. Ba nè. Ok, xong rồi Jenny đi lên, Jenny đẩy nhẹ nhàng vô. Ok. Và cứ mỗi động tác như vậy đó thì Jenny làm 3 lần. Mỗi động tác như vậy thì Jenny làm 3 lần. Sau đó thì mình cho cái sản phẩm nó thấm vô là nó sẽ thấm vô hết. Một chút xíu, thường thường á thì Jenny apply cái True Face hoặc là bất cứ một cái sản phẩm nào đó thì Jenny để lại khoảng chừng 30 giây cho tới 1 phút sau cho nó thấm vào hết á, thì lúc đó Jenny mới apply tiếp theo những cái sản phẩm tiếp theo. Thì đó là Jenny chia sẻ về cái cách mà mình apply cái True Face lên trên gương mặt của mình. Không biết bác sĩ Vũ có cái bổ sung gì cho em thêm không bác sĩ Vũ? Dạ, Jenny nói rất là đúng, là mình cẩn thận cái vùng ở dưới mắt của mình. Vùng này tại vì nên nhớ là cái độ co giãn mình nó bây giờ nó đã xuống rất là nhiều. Thế nên mình càng kéo nó ra nó càng giãn nhiều bao nhiêu nó càng để lại những cái vết nhăn. Thế nên lúc mà Trinh nói Trinh tap cái đó rất là đúng. Tại khi mình có nhiều người bôi cái đó lên thì họ tét nó ra giống như là họ bét mắt ra vậy, thì cái da nó cũng bị giãn. Dạ, yeah. Mà cái độ giãn là mà nó kéo ra rồi thì nó co lại rất là khó, tại vì da mình đã mất elastin, thì nên mình tap thôi. Dạ, yeah, rất là nhẹ nhàng cũng giống như là Trinh nói. Ừ, rất là đúng. Thì cái bước của lo cái làn da của mình á, nó mình thấy là có 4 bước chính thôi. Thứ nhất là mình rửa mặt cho sạch. À, cái bước thứ hai là mình phải tone cái da lại. Thứ ba mình mới dùng những cái sản phẩm điều trị giống như là điều trị da nhăn hay là bị nám gì, là đó là bước thứ ba. Rồi cuối cùng mình dùng cái moisturizer. Ok. Cái moisturizer ban ngày cộng thêm sunscreen, tức là để chống nắng. Buổi tối moisturizer không cũng chống nắng, vậy chừng đó thôi. Rất là đơn thì giản. Thì mình cứ theo đúng cái bước đó và mình giữ làn da mình rất là trẻ luôn. Toner, rửa mặt, toner, điều trị và giữ ẩm. Giữ ẩm ban ngày hoặc là ban đêm thì là mình ha, rửa mặt, toner, điều trị. Điều trị thì gồm ví dụ như điều trị nếp nhăn, điều trị nám hay là điều trị lỗ chân lông hay điều trị cho liền da lành thẹo tùm lum hết đó anh chị. Thì những cái đó mình gọi là điều trị ha. Và cuối cùng là mình giữ ẩm, chỉ có 4 bước đơn giản. Và nếu như là cái câu hỏi cuối cùng của cái Facebook Live ngày hôm nay, nếu như mà người ta dùng True Face Essence Ultra up, dùng Adlock Me và người ta dùng True Face Essence Ultra thì cái nào sẽ đi trước anh bác sĩ? Dạ, cái khi mà mình rửa dùng cái máy Adlock Me đó là trước hết là mình cũng phải rửa mặt và tone phải không? Dạ. Tức là hai bước đầu tiên. Rồi cái máy Adlock Me là nó cho mình cái serum, tức là cái điều trị. Dạ. Rồi cái moisturizer, right? Thì cái Ultra Essence goes first. Ok. Mình xài trước, tức là mình rửa mặt, mình tone xong rồi mình phải dùng cái Essence first, tại cái nó vô trong nội bì, nó phải đi vô trước. Dạ. Yeah. Rồi mình mới dùng cái sản phẩm khác của Adlock Me, cái serum á, thì nó điều trị vừa tí xíu về nếp nhăn nè, nó vừa điều trị tí xíu về da khô, độ ẩm trong da nè, xong rồi nó điều trị tí xíu về về nám.
thì cái đó nó đi lên trên cái ultra essence, two face ultra essence rồi moisturizer lên. Ok. À, nếu mà anh chị sử dụng Ad Lock Me và Too Faced Essence Ultra thì bước anh chị sử dụng đầu tiên là rửa mặt, sau đó là toner, tiếp theo là Too Faced, rồi là tới serum của Ad Lock Me và kem dưỡng ẩm anh chị ha. Ok. Một lần nữa cũng có nhiều câu hỏi lắm. Có câu hỏi hỏi là một câu ngắn gọn thôi. Người ta hỏi là người ta bị thâm quầng mắt á. Chị Lê nào hỏi chị Lê nào bị thâm quầng mắt thì có xài Too Faced được không anh? Được không bác sĩ? Em Dạ, cứ cái kêu thâm quần anh yeah. thâm hết quá xong rồi bây giờ cứ quen cái miệng à. Mắt là chuyện mình thức khuya hay là nó có những cái vấn đề gì khác á, mình cũng cần phải khám. Và nhiều khi trong có những cái gia đình thì trong trong gia đình thì có cái gene mà mắt nó bị quầng hoặc là nó bị mở bọng nhiều, thì cái đó nếu là genetic có một số có thể laser treatment can help, có thể giúp được. Hoặc là nếu mà da chỉ có vùng này không mà nó bị hơi nám tí xíu thì lẽ nhiên nó có những cái sản phẩm để mà làm cái da mà nó trắng hơn cái vùng đó. Nhưng mà cái True Face Ultra Essence, cái mục đích của nó là nó làm cho mình bớt cái độ nhăn và nó căng cái vùng da nó hơn. Cho nên À, nó chứ không nó không có điều tới trị cái cái vấn phần đề mà thâm mọc quầng từ mắt mắt. đúng không bác? Cho nên là nếu Dạ mà vâng. mình bị thâm quầng mắt thì True Face Essence Ultra không có ảnh hưởng tới vấn đề thâm quầng mắt, và người đó cũng nên xài, qua 25 tuổi rồi thì cũng nên xài True Face Essence Ultra đúng không bác? Ok. Đúng thế. Rồi, Jenny cũng hết giờ rồi đó, thì một lần nữa Jenny rất là cảm ơn bác sĩ Vũ đã dành thời gian cho Jenny và đã làm cái Facebook Live ngày hôm nay. Đối với Jenny cảm thấy là đây là những cái thông tin rất là chuyên chuyên ngành, rất là chuyên nghiệp và những cái thông tin rất là cần thiết và rất là đầy đủ để cho chị em phụ nữ của Jenny hiểu được rằng tại sao mình phải xài Too Faced Essence Ultra để mình có thể giữ được cái độ đạm, cái độ co giãn của da của mình, để mình có thể giữ cho làn da của mình lúc nào cũng giống như là 18 và 25 hết. Đó là một cái điều mà chị em phụ nữ của Jenny rất là chờ đợi. Và Jenny rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn bác sĩ đã về những cái chia sẻ của chân thành của bác sĩ cho cái Facebook Live ngày hôm nay. Đã có thì giờ sáng sớm mà đã vô chương trình live để mà nghe nghe cái chia sẻ ngày hôm nay. Cái product này là một cái những cái product rất là đặc biệt, mình nên quảng bá cho rất là nhiều bạn bè của mình, tại vì ai cũng có đều có cái nhu cầu đó hết. Và mình cũng bắt đầu mình xài mình thích lắm. Too Faced Essence Ultra là một phụ nữ thì không thể nào không có trong nhà anh chị nhé. Một lần nữa, xin chào tạm biệt các anh chị và chúc cho các anh chị có Không phải phụ nữ không thôi nha. dạ. Bye bye cả nhà. Em cảm ơn anh, em chào bác sĩ.